bà Nguyễn Phương Hằng sẽ hầu tòa ngày 21 tháng 9. Bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, cùng 4 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử về hành vi livestream xúc phạm nhiều người. Ngày 21-22-9, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, cùng 4 đồng phạm bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Do tính chất phức tạp của vụ án, ngoài chủ tọa phiên tòa, hội đồng xét xử còn có thêm thẩm phán dự khuyết. Giữ quyền công tố có 3 kiểm sát viên, thay vì 1. Tham gia phiên tòa có hơn 10 luật sư, trong đó bà Hằng có một người bào chữa là Hồ Nguyên Lễ. Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, đồng phạm của bà Hằng, có 3 luật sư. Tòa triệu tập 12 người với tư cách có quyền, nghĩa vụ liên quan gồm ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, và 10 người bị bà Hằng xúc phạm là nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà và Đinh Thị Lan. Trước đó, hồi tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ ông Huỳnh Uy Dũng có hay không đồng phạm với vợ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm xác định hành vi của ông Dũng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân trong buổi livestream cuối năm 2021. Cáo trạng xác định, bà Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để livestream, phát ngôn xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của hàng loạt người. Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin chưa được kiểm chứng. Làm vậy vì những người này đã phát ngôn xúc phạm mình, người thân và quỹ từ thiện do bà thành lập. Trong nhiều buổi livestream, bà Hằng mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia với vai trò cố vấn pháp lý để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Quân tương tác, hùa theo. Cơ quan công tố xác định, ông Quân đã tham gia livestream cùng bà Hằng 11 buổi, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, với mục đích muốn an ủi và thấu hiểu bà Phương Hằng. Những người còn lại được giao nhiệm vụ lập nhiều tài khoản TikTok, trang fanpage để thông báo lịch livestream, đặt máy quay, phát sóng trực tiếp, đăng tải bài viết lên các kênh. Được xác định là bị hại trong vụ án, vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất vật chất là gần 31 tỷ đồng. Đề nghị cơ quan tố tụng kê biên tài sản của bà Hằng tại thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo thi hành án. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường về vật chất hơn 43 tỷ đồng. Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, nhà báo Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà không đòi bồi thường, chỉ yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm xin lỗi do có các phát ngôn xúc phạm. Nhà báo Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Riêng bà Đinh Thị Lan không yêu cầu. Ngoài vụ án này, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sĩ về cùng tội danh sau khi xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Hằng. Họ bị cáo buộc cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.